62.000. Dạ đây, anh đi kiếm lại giùm em. Dạ. Cảm ơn. Dạ rồi, em cảm ơn. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Hình Đạt. Thì mình là Đạt đây. Thì ngày hôm nay thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn một cái món hàng mà mình vừa mới đặt trên mạng về. Thì mình mua con cá betta, mà lần này là 5 con luôn nha các bạn. 5 con cá betta với giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 59.000 thôi. Ủa lộn, đúng rồi, 59.000. Ship luôn nữa là 61.800 đồng. Thì đây, đây các bạn, 61.800 đồng. Thì tại sao những con cá này nó lại rẻ như thế? Thì những con cá này là những con cá mới từng 2-3 tháng tuổi rồi các bạn, cho nên là nó khá là rẻ. Thì con cá này là cá hy sinh á. Những các bạn nào chơi cá betta thì chắc cũng biết ha. Bây giờ thì không liên tiên nói nhiều nữa, thì mình sẽ mở nó ra nha các bạn. Mình sẽ mở phía sau. Đây, mình thích nhất là cái giai đoạn này nè. Mở nhẹ nhẹ thôi, không thôi nó lủng cái bọc cái chồng tiêu luôn. Chỉ mới có 2 ngày nó đã giao hàng tới đó các bạn. Công nhận là nhanh thiệt chứ. Giao từ Củ Chi ở thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Đây. Wow. Trước mắt các bạn là 1, 2, 3, 4, 5. Ủa? 1, 2, 3, 4, 5. Ủa? 6 con luôn chứ không phải là 5 nha các bạn. Rồi bây giờ mình ở đây nè, là người ta cho mình là một bịch thức ăn. Thức ăn này cũng giống như cái lần trước mà mình mua con cá betta lavender các bạn, Dumbo các bạn nhớ không? Tai bự á. Thì các bạn nào chưa xem thì hãy vô xem nha. Đây, bây giờ mình sẽ, đây là con gì đây? Wow! Các bạn có biết con này con gì không? Đây là một con cá betta, cái gì ta? Ừ, con này là con rồng gì nè, rồng đỏ hay gì nè mà nó chưa lên màu hết nha. Con này thì nó mới các bạn có thấy rõ không? Đó. Thấy rõ không Bin? Rõ. Nói chung là con này khá là đẹp ha. Rất fancy. Hơi nhỏ nhưng mà được, ok. Cái con này mình nuôi lớn được các bạn. Con thứ hai nha các bạn. Wow! Wow! Con này là các bạn biết là gì không? Lavender. Sai, con này là coi galaxy nha các bạn. Wow, galaxy đẹp quá ta. Con này mà lớn là cực kỳ đẹp luôn. À, các bạn để ý là gần là ở đây là người ta có hai cái bọc nha. À, cái bọc ở trong, bọc ngoài nữa. Đây, mình sẽ để bên đây luôn. Chút xíu nữa mình sẽ mở ra. Cái nước màu màu này nè. Wow. Wow. Con này vẫn là một con gì ta? Galaxy. Không phải galaxy, con này giống cái con này nè. Fancy. Cái con này con rồng. Con này rồng gì đó, chả biết con gì luôn. Rồng, rồng xanh. Đây là con thứ ba nha các bạn. Mua có 5 con à, và nó tặng thêm con đó là 6 con. Sướng nha. Đó, con tiếp theo nha. Wow. Ngon quá ta. Con này là con galaxy nha các bạn. Rất là chi là easy luôn. Nói chung là mấy con cá này á, mình không có biết á, nó là cái đực cái máy á, mình để mình về mình xem kỹ hơn thì mình sẽ biết. Thì tiếp theo nha các bạn. Xin lỗi các bạn chút xíu nha, tại vì trục trặc kỹ thuật về bên cái máy quay của mình hết dung lượng, cho nên là ngắt khúc một chút xíu. Thì tiếp theo mình sẽ review 1, 2, 3, 4 phải không? Đây là con thứ 5 nha các bạn. Đây, wow, đây là một bé rồng vàng nha các bạn. Tôi nghĩ là nó mới từng 2-3 tháng tuổi gì à, nhưng mà rất là đẹp luôn. Còn nước ở bên trong á các bạn, không phải là nước nó đục đâu, mà là đây là chắc có lẽ là nước lá bàn của người ta á. Mà các bạn thấy rất là cứng ha. Trời ơi, phái quá trưởng. Và con thứ 1, 2, 3, 4, 5. Thì con thứ 6 nha. Con này khá là bự luôn. Wow, con này là con koi nha các bạn, con galaxy nè. Thì mình được tặng thêm một con nữa, thật sự là vãi trưởng luôn. Nói chung là mấy con cá này á là đa số á toàn là cá hỷ sinh không nghe các bạn. Đó, nó còn tầm 2-3 tháng tuổi à, cho nên giá nó rất là rẻ luôn. Đây nè các bạn có thể thấy được ha. Đó. Đây rất 5 con luôn. 6 con chứ. 1 2 3 4 5 6, 6 con. Quá chi là ngon các bạn ơi. Ngon quá ta. Nhưng mà không phải để ăn nha, mà là để nuôi ha. Mình rất thích nuôi cá này luôn. Ở đây là một bịch thức ăn nè.
chấp nhận. Bây giờ wow, nói chung là rất là thích luôn các bạn ơi. Thì bây giờ phải không Ben? Phải chứ. Thì bây giờ á thì mình sẽ đi set up những cái hồ cá mini, những cái lọ, những cái chai cho nó ở trú ẩn cho bé nha các bạn. Thì con cá này thì rất dễ nuôi luôn. Các bạn chỉ cần là có một cái hồ, không phải là một cái hồ luôn, một cái lọ thôi cũng được. Các bạn bỏ nó vô, chỉ cần nước động, khỏi cần oxy luôn, các bạn vẫn có thể sống được. Con cá này nó vẫn có thể sống được. Nói chung là rất là đơn giản. Đó. Mà gói trong cái bọc này ha, nhìn đẹp ha các bạn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đem những con cá này vô và set up một cái góc nào đó cho các bạn xem. Và mình sẽ xin giới thiệu với các bạn là mình đang chuẩn bị ép đẻ một con cá của mình đó các bạn. Thì các bạn hãy cùng coi đó là cá gì nha. Và bây giờ thì hãy đi theo chân mình nha. Thì nói chung á các bạn, thì cái số cá này á, thì sau khoảng thời gian 2 ngày vận chuyển á, thì nó vẫn còn sống nha, mình rất là vui. Thì bây giờ mình đã chuẩn bị ở đây là 6 cái keo. Các bạn có thể thấy được đó, đó là 6 cái keo. Bây giờ mình sẽ bỏ nó vô cho nó nó sẽ chịu được nước cái đã. Rồi sau đó là mình mới thả nó ra nha. Kiểu như là cho nó làm quen nước á các bạn, không thôi nó bị sốc nước á. Nó chưa đủ nhiệt, nó không có quen với cái nhiệt độ á. Trời trời, cái đó nhỏ. Cái đó hơi nhỏ xíu. Đó. Đây. Để đây đi. Thôi, bây giờ á thì ngoài cái việc là ở bên đây không, thì bây giờ mình xin giới thiệu với các bạn. Đây. Các bạn có thể thấy bên đây. Đây mình đang chuẩn bị ép. Đây. Các bạn có thể thấy được. Đây các bạn có thể thấy được là một con cá betta của mình ha. Con này là con gì các bạn biết không? Đây là một con Dumbo nha. Đây. Thì các bạn hãy thấy đó, đó cái tay đều bơi cái đó, đó. Nếu như các bạn có thể coi cái clip trước của mình ấy, các bạn đã thấy rồi. Mình đã mua con này trên mạng với giá là 50 mấy ngàn. Và kế bên các bạn là thấy một con beta máy đúng không? Đó. Còn con này là con trống nha. Thì các bạn có thể thấy nè, nó tạo tổ bọt rất là nhiều luôn. Ở đây thì mình cho nó một tí xíu gông đuôi chó. Còn ở bên đây các bạn thấy là mấy cục đá đúng không? Không phải là đá lọc nước đâu mà là mấy cục đá xanh đấy các bạn. Ở ngoài đường á, nè. Và đây là những con cá của mình nha. Đang để ngâm nó nè. Tôi thấy mấy người trên mạng thấy ngâm ngâm nè, tôi ngâm heo á. Đó, đó mấy con cá của tôi đó các bạn. Cũng có vài con thôi mà nuôi chơi thấy nó bơi bơi đẹp đẹp khoái các bạn. Khoái dữ lắm. Nên là mua mấy con này về rồi nuôi chơi vậy đó. Nhìn thấy nó bơi mà thấy vui với các bạn. Tại vì trời hơi tối nên là tôi bật lát lên với bật đèn lên đó các bạn. Thì cho nó sáng nha, các bạn coi nó dễ. Thì bây giờ tôi mở con này ra trước nha. Con này là con gì đây? Các bạn biết con gì không? Red Fancy. Con này là con gì quên tên rồi. Red Fancy. Con gì quên tên rồi. Hình như tôi nhớ không nhầm là con gồng đỏ thì phải. Gồng đỏ Fancy. Gồng đỏ. Giờ đem xuống đây nè. Đó, mở ra bỏ vô. Mở được không? Sao mở được trời. Bóp ra. Đó, trời ơi, người ta làm cái hơi rất là kín luôn ta. Hai cái bọc luôn nha các bạn. Để giữ ấm cho nó, ấm cho nó đừng lạnh. Không phải đâu. Hai cái bọc biết làm gì không? Đi chị. Cho đựng nước nó chảy hả? Đúng rồi, lại như bọc này nó có bể thì bọc kia nó còn giữ lại được. À. Đó, giờ mở ra nè. Mở bọc bự bự ra. Rồi chừng nó nhảy ra, nhảy phát chích luôn. Chế nó vô luôn nha. Chế nước kia luôn. Ơi. Đây. Một bé. Đó. Cũng còn hơi nhỏ nhỏ xíu. Ủa rồi, đẹp cho Vinh hỏi nha. Mà mình không biết rằng là mấy con cá này ấy, các bạn, là nó con nào cũng được con cái nữa. Mà Vinh muốn hỏi gì Vinh hỏi đi. Ủa là hồi nãy anh Đạt có thêm cho muối vô. Không, anh Đạt để vậy luôn chứ không có cho muối gì hết á. Thường thường tôi thấy các bạn cho muối vô á, nhưng mà tôi nghĩ là không nên cho muối đâu các bạn ơi. Nguy hiểm lắm các bạn. Cho nhiều quá chết cá luôn à. Cho là phải cho chừng mực thôi. Theo tỷ lệ á. Đây là con cá thứ hai nha.
ta bọc rất là kín luôn trời. Tôi mua rẻ ghê mà người ta bọc tôi hai cái bọc luôn. Ôi ôi, con này con mái con chống ta. Vài bữa nữa sẽ biết các bạn. Hồi nó mở đợt lên nó là con mái. Đâu? Nó mà có nhiều bọt đó là con chống, mà có không có bọt là con mái. Đúng rồi. Chị nói vậy đó. Đây là con thứ hai nha. Wow, nó đẹp nhất trong trong này luôn á. Khi mà lấy đằng sau con này đẹp nhất luôn. Đây. Không biết các bạn thấy rõ không ha? Rõ đó. Rõ luôn ha. Đây là con thứ hai nha. Rồi con cái con thứ hai á đạt lấy đèn. Rồi, con thứ ba nha các bạn. Con này là con gì đây? Con này là con rồng gì đó chả biết luôn. Rồng đen. Đen. Rồng đen. Đen là mà đen ông già. Trắng. Trời ơi. Trang nước luôn á. Ôi ôi, nước đổ lên giường rồi. Chết thôi. Hồi lao khùng luôn. Con thứ ba nha các bạn. Tôi mở hơi lâu xíu. Ôi nước nhiều không? Không, không nhiều. Sao mà nó nhảy được? Ây da. Mở ra hơi lâu xíu. Tại đóng gói kỹ quá. Đúng rồi, không có kỹ quá. Hơi nước hơi nhiều. Ơi. Tưởng đây. Nói các bạn. Ủa. Không biết các bạn thấy không? Để hay chắc. Nè, nhìn như đây nè. Thấy. Rõ đó. Ok. Thì đây là con rồng đỏ nha các bạn. Rồng đỏ. Ủa phải rồng đỏ không? Rồng gì chả biết, nó chưa lên màu hết nha. Rồng đen đỏ, rồng đen đỏ. Rồi con tiếp theo. Con gì đây? Con này chắc con mái quá, thấy nó bự quá nè. Chắc là con mái rồi. Xé ra. Binh cứ tưởng đâu á, đạt là những con bự là con trống. Mấy con nhỏ là mấy con mái. Cũng tùy con lắm Binh ơi. Đây, con tiếp theo nha, con thứ tư nha các bạn. Con này bự nhất trong đám luôn nè. Ây da. Bỏ nước ít thôi. Để nước nhiều quá nó phóng ra cái này. Phóng ra cái này chết luôn. Là mất luôn con cá. Đây con thứ tư nha. Nước vẫn bình. Ôi nước hơi nhiều nè. Nước hơi nhiều chứ. Như đây được rồi. Rồi con thứ năm nha các bạn. Trời ơi. Mở hàng rồi. Đã quá các bạn. Con này rất là đẹp luôn á. Tôi nói thiệt luôn á. Không biết con này con gôn. Cái con này là con gôn. Con gôn luôn á. Nói chung là nó màu vàng. Rồi, con này là con cuối cùng nha các bạn. Con này là một con Galaxy. Mà cũng chả biết là con đực hay con mái luôn. Con trống hay con đực luôn à. Nói chung là con này cũng khá nhỏ ha. Rồi quay sát cho các bạn xem đi. Wow, này. Đẹp quá à. Nói chung là với cái giá này á, là các bạn có thể thấy được ở đây là mình có tới tận 6 con đúng không các bạn. Mà chỉ có tốn là 62.000, 61.800 mà tính 62.000 các bạn. Thì nói chung là quá là rẻ luôn á các bạn. Đó, các bạn có thấy được nè, một con này rất đẹp luôn. Nhưng mà nó hơi nhỏ thôi nha. Nhưng mà mình nuôi lớn được, không sao các bạn. Chứ các bạn mua mấy con chà bá lửa, nó già rồi thì nó còn sống bao lâu đâu đúng không? Các bạn mấy con nhỏ nhỏ này nè, các bạn xem nó bơi rồi các bạn nuôi nó, chăm sóc nó, nhìn nó uống lượng nó bơi thôi. Dinh dưỡng già. Vui lắm nè. Còn ở bên đây nè các bạn, tôi đang chuẩn bị ép đẻ một cái con cá này ha các bạn thấy không? Thì khi nào mà nó ép đẻ được thì tôi sẽ cho các bạn xem thành quả nha. Thì chắc chắn là ở trong phòng của tôi á là nguyên một cái gọi là sở thú về cá luôn á. Là anh đặt thêm cái trại nữa. Các bạn thì cuối cùng thì mình cũng đã review cho các bạn xem những con cá beta của mình. Thì ở trong phòng mình á là ngập tràn những con cá luôn. Nhưng mà rất là vui các bạn. Khi mà mình nằm ở đây thì mình xem mấy con cá này nó bơi tung tăng thì rất là sướng luôn á. Mẹ tôi chưa thấy, không biết mẹ tôi thấy có chửi không nữa. Nói chung là rất là nhiều cá luôn nha các bạn. Thì nói chung là rất là rẻ, thật sự là rất là rẻ luôn á. Nói chung là bạn nào mà có muốn mua những con cá beta như thế này thì hãy bình luận bên dưới, mình sẽ đưa link cho các bạn liền xem. Đó, nói chung là rất là rẻ luôn. Mình không nghĩ á, mới đầu có 5 con à. Đó, mà sao mà cho thêm một con nữa là 6 con luôn á. Thật sự là rất là cảm ơn cái shop đó luôn. Và được tặng thêm một bịch thức ăn nữa, trời ơi.
Nói chung là rất là sướng. Và không còn gì để chia sẻ nữa, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập online thật là vui vẻ. Rồi bye bye các bạn. Bye bye. Bye.